chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những tháng tới, nền nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 đến 1,5 độ C. Nhận định mùa đông năm nay tương đối ấm, số ngày rét đậm rét hại cũng như số đợt rét đậm rét hại sẽ xảy ra ít hơn so với bình thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn, về số ngày rét đậm rét hại xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, số ngày rét đậm rét hại có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm rét hại có xu hướng không kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng sẽ xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, ngày 11 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo từ đêm nay đến ngày 13 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 cho đến 120mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 10, mưa lớn có thể mở rộng ra Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa lớn từ Nghệ An đến Đà Nẵng, mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 10. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay ngày có nắng yếu. Nhiều nơi xuất hiện mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 15 giờ ngày 10 tháng 10 đến 15 giờ ngày 11 tháng 10, phổ biến từ 15 cho đến 50mm. Riêng tại Trà Hiệp, huyện Trà Bồng có lượng mưa lên đến 64,4mm. Còn ngày mai, ngày 12 tháng 10, khả năng trời tiếp tục có mưa, có nơi mưa dông nặng hạt. Ngày có nắng gián đoạn. Khả năng từ đêm ngày 14 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10, Quảng Ngãi sẽ có đợt mưa lớn diện rộng. Khả năng có lũ nhỏ, đặc biệt là tại các sông nhỏ như Phước Giang, Trà Bồng. Đợt mưa này cần chú ý nhất là các mỏ đất đang khai thác dễ bị sạt lở. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, cục bộ có mưa to và rải rác có dông. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và đêm, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Đợt mưa này còn kéo dài trong nhiều ngày tới và có khả năng gia tăng về cường độ mưa. Bà con cần hết sức cẩn thận khi thời tiết xấu kéo dài. Thông tin thời tiết ngư trường. Từ sáng nay, nhiều vùng biển ở Nam Vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ngãi có mưa dông. Dự báo thời tiết xấu, mưa dông, gió mạnh sẽ còn xảy ra trên nhiều vùng biển trong đêm nay và ngày mai. Cụ thể, khu vực vùng biển từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận, dự báo trong đêm nay và ngày mai có mưa dông. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, giật cấp 6, cấp 7. Độ cao sóng từ 1 cho đến 2 m. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ cũng là nơi có mưa dông trong đêm nay và ngày mai, khiến tầm nhìn xa giảm. Trong cơn dông dễ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao từ 2 đến 3 m, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, lưu ý khả năng trong đêm nay và ngày mai có mưa rào, có nơi có dông. Trong mưa dông dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, gió hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc khu vực hoạt động ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng từ 2 cho đến 4 m. Bà con khai thác ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau ra tới khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, lưu ý trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn, những tàu thuyền hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thời tiết qua hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam qua các tần số 7.906 kHz và 8.294 kHz. Nếu gặp sự cố, liên hệ ngay tần số 7.903 kHz để được trợ giúp. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Ngày 12 tháng 10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết có mây, ngày nắng yếu, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 10, khu vực này có mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Hà Nội có mây, trời lạnh, chiều và tối có mưa và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.